chào cả quý vị trở lại kênh youtube của Mát Hôn Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp cho mẫu Hôn trực tiếp thiết kế Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Võ Thị Lệ Hằng ở Phú Quốc, Kiên Giang Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mát Hôn Mát Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở kèm đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành thế nước Việt Nam Số hotline của chúng tôi là 096 445 8888 99999 Hiện tại chúng ta đang chạy chương trình khuyến mãi đó chính là duy nhất trong tháng này 80.000 trên 1 mét vuông khi ký hợp đồng thiết kế online à, và bạn báo giá có thiết kế chúng tôi hiện tại là gói kiến trúc 120.000 đồng trên 1 mét vuông gói nội thất 150.000 đồng trên 1 mét vuông gói VIP 200.000 đồng cho 1 mét vuông gói cao cấp phong thủy chuyên sâu là 350.000 đồng cho 1 mét vuông nhé và để theo dõi nhiều thông tin hơn quý vị có thể truy cập website chúng tôi là mắchomebook vn để chúng ta theo dõi về những cái thông tin về những chương trình khuyến mãi cũng như là bên dưới nè có các vật liệu của mắchome này sơn bột bãi thiết bị vệ sinh đèn led cửa vân vân giới thiệu về công ty trụ sở liên quan đến cả phong thủy nữa. Phong thủy chúng tôi sẽ có các gói đó chính là tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy, thước lộ ban và số hotline riêng của phong thủy là 092 774 8888, 092 924 5555. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo qua ha và đặc biệt là những công trình thi công trọn gói đã được mắt hôn thi công trên khắp cả nước, quý vị cũng có thể xem qua. Ngoài ra thì quý vị có thể ghé đến trực tiếp những trụ sở của Mark hôn của chúng tôi. Ví dụ là ở miền Bắc thì quý vị có thể ghé đến là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam là 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tương Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Miền Trung là 287, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Hoặc là những trụ sở mắc hôn sắp À, khai trương ví dụ là ở Tây Nguyên số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh thành phố Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk, Bình Dương 578H tên 8 tổ 6 ấp Phú Thuận xã Phú E thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, còn ở Hồ miền Tây là số nhà là 2701, khu dân cư Cần Thuận, Bình Thủy thành phố Cần Thơ nhé. Trở lại với mỗi nhà ngày hôm nay đầu tiên tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là 3D ngoại thất của công trình này trước ạ. À. Nhưng tổng thể thì quý vị có thể thấy là đây là một công trình à được thiết kế theo dạng không phải là nhà ở gia đình thông thường đâu mà tôi thấy giống như là một cái mô hình nhà phức hợp à giống như là một cái nơi mà chúng ta có thể là cho thuê phòng nha quý vị à, thấy rất là rộng rãi đúng không nào và cái kiểu thiết kế này thì quý vị thấy là cũng rất là phổ biến ở những cái thành phố biển ví dụ là ở đây là phú quốc chẳng hạn hoặc là ở vũng tàu hoặc là những cái nơi thành phố biển nơi mà có đông khách du lịch sinh hoạt thì chúng ta cũng có thể xây những cái mô hình nhà như thế này sẽ kết hợp với vị thế là bên trong sẽ chia rất rất là nhiều phòng khác nhau thì nói chung thì cũng tùy tùy theo sở thích của từng gia chủ em thì em nghĩ là với một công trình được xây dựng đồ sộ và chia quá nhiều phòng như thế này thì khả năng cao có thể là gia chủ có thể là sẽ cho thuê thì chúng ta có thể là cho thuê theo ngày hoặc là theo giờ hoặc theo tháng thì cái đó là tùy theo nhu cầu của từng gia đình ha và cái việc thiết kế thì quý vị thấy là cũng là phong cách hiện đại và thiết kế máy bằng với công trình này chúng tôi sẽ chia ra rất là nhiều khu nha quý vị ta có thể thấy rất rõ luôn đó đầu tiên là khu giữa là vị trí này à, rồi ở đây là có một khu bên khu bên trái và khu bên phải khác nhau và mỗi khu thì ở phía bên trong chúng tôi cũng sẽ thiết kế giống như là một công trình nhà thông thường là có đầy đủ từ phòng khách phòng bếp phòng ngủ tới tầng tầng ở trong riêng mỗi khu luôn à, cho nên là À, em thì em nghĩ là có thể chia như vậy thì à, sau này thì có thể là từng khu vực riêng biệt thì chúng ta có thể cho thuê riêng đúng không nè à, Thì cái đó là tùy theo gọi là sở thích của từng gia chủ mà thôi Ở đây nếu mà chúng ta nhìn góc độ từ trên cao nhìn xuống Sẽ thấy là chúng tôi có thiết kế một khu vực hồ bơi à, ngay trung tâm như thế này tức là ví dụ đi nếu mà chúng ta cho thuê phòng thì ví dụ là ở trong phòng này thì chúng ta cũng có thể di chuyển ra sự sử dụng cái hồ bơi ở đây cũng rất là thú vị đúng không nào ngoài ra thì quý vị có thể thấy là những cái phần lan can kính sẽ được sử dụng rất là nhiều à, dọc theo bên trên tầng hai và chúng ta cũng có thể di chuyển lên từ ngay phía trước luôn không nhất thiết phải đi vào nhà thì mới có thể di chuyển lên bên trên ha ta có thể di chuyển ngay từ phía bên ngoài và với một công trình nhà máy bằng đó quý vị thì cái việc mà thi công á thì chúng ta sẽ luôn luôn cần phải tính toán đến đó chính là cái giải pháp về chống thấm cũng như chống nóng. Bởi vì ở phía bên trên của cái nhà máy bằng nó không có cái phần mái ngói che giống như là nhà máy nhật hay máy thái. Cho nên là dù là nắng hay là mưa thì nó không tác động trực tiếp đến cái phần mái bằng của chúng ta. Vậy nên cái việc mà chúng ta thi công chống thấm và chống nóng là rất rất là quan trọng. Đòi hỏi là trong quá trình thi công cũng rất là kỹ lưỡng ha với công trình này thì về thiết kế thì nó sẽ là thiết kế hiện đại các vị thấy là không sử dụng những cái hoa văn họa tiết gì quá hầu kỳ hết mà đa phần là tập trung vào màu sắc và vật liệu các vị thấy là ví dụ đi bên dưới tầng một á thì chúng tôi sẽ sơn giữa màu ghi màu trắng kèm vào đó là chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí có thông màu ghi cho uh, một số khu vực của tầng một còn tiến lên trên tầng hai thì chúng tôi lại sử dụng đó chính là cái tông là cái tông gỗ ha cụ thể là chúng tôi sẽ ốp gỗ nhựa rất rất là nhiều khu vực ở trên tầng hai nó tạo nên một sự khác biệt hơn tuy nhiên có một cái điểm chung giữa cả hai tầng đó chính là sử dụng cửa nhôm kính rất là nhiều các vị có thể thấy là từ bên dưới tầng 1 hay là tầng 2 thì đều sử dụng rất rất là nhiều cửa nhôm kính. Thì em nghĩ đây là cái điểm cộng bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ giúp lấy ánh sáng nguồn sinh khí tự nhiên vào bên trong phòng rất là nhiều. Và nếu như khách mà họ sử dụng phòng họ có muốn riêng tư hơn, họ chỉ cần kéo rèm lại thôi, đúng không nè? Còn khi mà họ mở rèm ra thì họ sẽ tận hưởng được cái nguồn ánh sáng tự nhiên. À, thì đó cũng là cái ưu điểm của việc thiết kế những cái ô cửa kính dày đặc như thế này với công trình này thì đây đây là phối cảnh ban đêm thì quý vị thấy là hệ thống đèn chiếu sáng của chúng tôi nó sẽ giúp cho công trình nhìn lung linh hơn thường thì với những công trình hiện đại phần đèn cũng không quá cầu kỳ đâu chúng tôi thiết kế là phần hệ thống đèn cũng đơn giản à, quan trọng là cái độ bền thôi ha à, còn đây với phối cảnh này thì chúng ta quan sát kỹ một chút xíu quý vị thấy là cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng sẽ có những cái vị trí mạng xanh ví dụ ở đây vị trí này có mạng xanh ha hay là phía bên này ở cái vị trí hồ bơi thì cũng có những thiết kế cây cảnh mạng xanh nó sẽ góp phần giúp cho công trình có thêm sinh khí ngoài ra thì nho nhỏ cạnh bên à, thì ở vị trí này chúng ta cũng thấy là có một khu vực để gara ô tô đúng không nào thì có thể là sẽ dành cho khách à, khi mà chúng ta à, thuê thì chúng ta có thể đậu xe ở đây còn nếu như ví dụ công trình này mà thật sự là gia chủ không muốn cho thuê mà chỉ xây thật là nhiều để cho hộ gia đình sinh sống thoải mái thì em nghĩ là cũng được luôn đúng không nè? bởi vì nó quá rộng mà em nghĩ là thông thường thì một hộ gia đình thì riêng với công trình này có thể ba hộ gia đình sử dụng ba bên rất là tuyệt vời à, và khi mà chúng ta có cái diện tích đất rộng rãi thì chúng ta cũng có thể xây dựng những cái mô hình nhà phức hợp như thế này có thể để sinh hoạt cũng có thể là để kinh doanh ha và đó là tổng quay bên ngoài của công trình bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Đầu tiên, một lục bàn vẽ kiến trúc thì hồ sơ có tổng cộng 60 trang, đầy đủ mặt bằng mặt đứng, mặt cắt. Và quý vị thấy nè, các khu này ha, chia nè, khu trái nè, khu giữa nè. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là cụ thể luôn à, để mà chúng ta có thể à, tham khảo. Còn đây, đây là mặt bàn định vị công trình. Đây là tổng quan của công trình nhà chị Hàng và trục đường giao thông. Trục đường giao thông rất là gần với công trình chính của chúng ta. Ngoài ra thì quý vị có thể thấy đây, à, vị trí hồ bơi ha, sẽ được thiết kế ngay trung tâm cũng rất là đẹp. Còn xét về hướng, nếu mà chúng ta xét về cái hướng cửa ở đây nè thì quý vị sẽ thấy là công trình hướng lên bên trên và hơi lợn bên phải, bên trên là hướng Bắc bên phải là hướng Đông và công trình này nằm mà hướng Đông Bắc Tiếp theo thì chúng ta xem đến đó chính là mặt bằng nội thất của công trình thì nhìn vào đây ta thấy được cái kích thước rất là lớn luôn quý vị đó chính là công trình sẽ có chiều dài là 28,86m chiều rộng công trình sẽ là 14,5m nhé và quý vị thấy đó, đà ở bên trong chia công năng khu vực rất là rõ đó là từng bên luôn. Ví dụ đây, khu giữa à khu giữa thì quý vị thấy cũng có phòng khách phòng bếp ha, rồi sẽ có đến ba phòng ngủ và ba khu vực nhà vệ sinh. Khu bên này thì chúng ta cũng có phòng khách phòng bếp và cũng có ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Bên này cũng vậy, khách bếp, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh. Nói chung về số lượng phòng thì ở các khu nó đều sẽ tương đồng với nhau. Tiếp theo ta sẽ tiến lên tầng 2. Thì tầng 2 thì nó cũng sẽ được thiết kế đó, quý vị thấy là cũng tiện nghi không hề thua kém so với tầng 1 tầng 2 thì chúng ta chỉ tập trung là cái không gian phòng thôi thì quý vị thấy là có tổng cộng là uh, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh cho khu ở đây ở phía bên này cũng là 4 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh bên này 4 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh ha nếu như đây thật sự là mô hình nhà để mà chúng ta cho thuê thì rất là tiền quý vị có thể thấy ra từng phòng thì nó sẽ có những cái lối cửa bên ngoài để chúng ta có thể hoàn toàn di chuyển vào phòng của mình không có ảnh hưởng đến những phòng lân cận ha và kích thước phòng nó cũng khác nhau có những phòng nó lớn à, cũng có những phòng bé hơn thì cái này là tùy theo nhu cầu của khách thôi đúng không nào bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị xem về thiết kế nội thất ở đây thì tôi sẽ giới thiệu quý vị về khu giữa thôi à, còn hai khu hai bên thì cũng được thiết kế tương tự đầu tiên là bên dưới tầng 1 thì đây đây là không gian của khu vực phòng khách và kết hợp phòng bếp a À, đó thì quý vị thấy ở đây là có một phòng à, có một cái đặt vào chiếc ghế sofa được thiết kế đơn giản ha và được bọc da nè ở vị trí này chiếc bàn trà nho nhỏ bé bé xinh xinh nói chung là kiểu dáng thiết kế quý vị thấy là nó vừa phải nhỏ gọn và cái phong cách hơi tropical một chút xíu nó cũng rất là hợp với cái không khí ở biển đúng không nè à, chất liệu thì là mdf là chính quý vị thấy là gỗ này thì cái tông màu sẽ là tông màu vàng sáng thì nhìn cũng rất là hợp với thiết kế chung của cả công trình Màu sắc thì chúng ta cũng phối là màu ghi, màu trắng, màu gỗ thôi Những cái tông màu đơn giản Kết hợp thêm đó chính là những cái chậu cây như thế này Để góp phần tăng thêm sinh khí Bà ăn thì được thiết kế cũng bé bé xinh xinh ở đây đây, đây là tổng quan Các bạn nhìn rất là đáng yêu đúng không nè <laughs> Nó không phải sử dụng cái gì quá hồ kỳ hết Nhưng mà an tin chắc là nếu mà chúng ta muốn có một thời gian nghỉ dưỡng à, Chúng ta hoàn toàn có thể thuê một căn phòng như thế này Để mà gia đình chúng ta nghỉ dưỡng hay nghĩ là rất là tuyệt vời Bởi vì thường thì chúng ta cũng chỉ sinh hoạt chút xíu là chúng ta cũng đi ra ngoài đúng không cho nên là không gian như thế nào đủ ấm cúng rồi tiếp theo ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên của công trình ha phòng ngủ số 1 với phòng ngủ này thì quý vị thấy là chiếc giường thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí này à, cũng là gỗ mdf luôn cạnh bên là táp đầu giường rồi vị trí này sẽ là bàn trang điểm dạng treo và có một tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần tiếp theo là phòng ngủ số 2 phòng ngủ này thì màu sắc nó sẽ có sự tươi sáng hơn đó chính là các vị thấy là phần tường chúng ta sẽ kết hợp giữa màu ghi và màu trắng nè nhìn cũng rất là đẹp và anh em rất thích cái cách đề co của à, kiến trúc sư cũng như là thống nhất với gia chủ là đặt những cái chậu cây xanh xanh như thế này ở trong những căn phòng thì quý vị thấy là nó mang cái hơi thở của thiên nhiên hơn rất là nhiều và nó giúp cho công trình có thêm sinh khí à, đây là điểm cộng lớn của thiết kế ha Tiếp theo, đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này có điều đặc biệt đây là phòng đôi, à, tức là đến hai giường luôn. À, thì chúng ta có thể là một hộ gia đình cũng được. Ví dụ là cha mẹ và bé thì có thể là nằm hai giường như thế này là thoải mái rồi ha. Ở đây thì có cái sự khác biệt một chút xíu về thiết kế, đó chính là cái vách tường ở đây. À, thì chúng tôi sẽ à, đó chính là sẽ có thể dán giấy dán tường à, với cái mô phỏng những cái vách gạch như thế này thì nhìn cũng rất là đẹp luôn không nào. Rồi ở phía bên dưới thì quý vị thấy là bàn trang điểm đặt ngay trung tâm nè, hai bên là hai chiếc táp đầu giường. Táp đầu giường hiện tại chi phí tầm 2 cho đến 3 triệu tùy theo kích thước nhé. Và bây giờ ta sẽ tiến lên tầng cao hơn, đó chính là tầng 2 và ta sẽ đến những phòng ngủ. Với phòng ngủ này nó chỉ là tượng trưng thôi, tượng trưng cho một phòng ngủ ở trên tầng 2 thôi ha, bởi vì tầng 2 này cũng rất là nhiều phòng. Cho nên là ở đây tôi tự trưng một phòng thôi Thì quý vị thấy là phòng ngủ tầng 2 thì có sự khác biệt hơn Đó chính là nếu bên dưới tầng 1 thì ta có một cái không gian phòng khách và phòng bếp chung đúng không Còn tầng 2 là riêng hết luôn Cho nên là quý vị thấy là chúng tôi cũng bố trí có một cái tủ lạnh nho nhỏ sẵn ở trong phòng ngủ này à, Và có một cái vị trí bàn ăn bé bé xinh xinh ở đây Tức là ta có thể xem như đây là một cái nơi để mà ta ăn uống nghỉ dưỡng luôn Ở trong à, căn phòng này À, và quý vị thấy là có nhà vệ sinh khép kín tủ quần áo thì được thiết kế kịch trần tất tật tật thì đều rất là chỉnh chu ha còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến đó chính là về mặt đứng của trình quý vị nhìn vào đây sẽ thấy chiều cao này có xung không định của máy là 6,9m Sàn từ 1 đến sàn từ 2 là 3,6m từ hai 2 đến sàn máy là 3,3m ngược lại có xung không xuống lệ sơn là 450mm chia cho 3 bậc mỗi bậc sẽ là 150mm nha quý vị tiếp theo thì ta xem đến đó chính là về mặt cắt thì đây quan sát mặt cắt này đi quý vị thấy là à, rất là nhiều những cái ô cửa sổ đúng không nào và những cái vách kính cố định luôn thì chúng ta sẽ sử dụng cho công trình như tôi đã nói đây là một cái điểm cộng lớn bởi vì nó sẽ giúp cho công trình nhìn rất là thoáng thật sự bây giờ nếu mà chúng ta đi thuê thì cái phòng để mà nghỉ dưỡng mà ta vào một cái phòng mà nó không có cửa sổ hoặc là cửa sổ mà bé quá thì thật sự ta không thể nào mà thoải mái được cho nên là với những căn phòng mà có nhiều những cái ô cửa sổ như thế này thứ nhất là lấy gió lấy thoáng thứ hai là cái view thường là chúng ta mở ra nhìn view biển như thế nào đó thì cũng rất là tuyệt vời ha đặc biệt là sàn ở uh, những công trình nhà máy bằng thì chắc chắn thì chúng tôi đều sẽ đổ bê tông quý vị thấy nè à, sẽ đổ bê tông hết ha và đặc biệt như tôi đã chia sẻ là chúng ta phải rất quan tâm đến vấn đề đó chính là thi công chống thấm cho nhà máy bằng bây giờ tôi đọc đến hồ sơ kết cấu của công trình để xem là công trình này uh, xây loại móng gì quý vị nhìn vào mặt mà móng sẽ thấy là công trình này xử lý là móng băng nha quý vị với móng băng thì nó sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn Giữa móng băng và móng cọc thì tôi nghĩ là cũng tùy, tùy theo địa chất ở nơi đó chúng ta nên lựa chọn cái loại móng nào. Ví dụ nếu mà địa chất nó cứng nó ổn định thì ta có thể lựa chọn móng băng, còn nếu trường hợp mà chúng ta khảo sát mà thấy là uh, đất nó không được tốt lắm, kiểu như nó uh, có khả năng sạt lở sụt lún thì bắt buộc chúng ta phải thi công móng cọc nha quý vị. Cuối cùng xem hồ sơ điện nước của công trình này ha. Thì uh, hôm nay tôi sẽ đọc đó chính là về uh, À, ở đây đi quý vị nhìn nè, mặt bằng chiếu sáng thông gió của tầng 1. Hệ thống chiếu sáng này rất là đa dạng nhưng mà đa phần quý vị nhìn sẽ đều là những chữ L. Chữ L này chính là đèn downlight tiết kiệm điện chúng ta sẽ chạy dọc khắp không trình à, tất từng tật các không gian luôn à, sẽ đều là đèn downlight hết. Chỉ có ví dụ là ngay trung tâm của phòng khách phòng bếp để mà trang trí thì chúng ta sẽ đặt những cái quạt đèn trần kèm theo đó là đèn led hắt trần ở xung quanh thôi thì để mà trang trí ấn tượng hơn chứ còn lại đa phần thì vẫn là đèn đao lai like, tiết kiệm điện nha quý vị Vậy, nhật An và những em vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình phối hợp của nhà chị hàng ở phú quốc phải nói là một công trình kết hợp kinh doanh cũng rất là tuyệt vời nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói đừng ngại liên hệ ngay mắt hôm với số hotline 096 445 8888 8281 3333 333 9240 chín 999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị đừng quên nhấn like subscribe chuẩn thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi còn bây giờ nhật em xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo